thì Tiên đang đi ăn brunch ở một cái chỗ rất là dễ thương, gọi là Love Mother. Thì đây là một cái chỗ Tiên cũng ăn brunch cũng rất là nhiều. Thì hôm nay Tiên là một thứ 6, nhưng mà Tiên xin nghỉ nửa buổi chiều, thì hôm nay cũng có rất là nhiều công việc phải làm. Như là có một người em mà Tiên tại vì em gái của Tiên, không phải là em gái nữa, nhưng mà người em rất là thân với Tiên từ lâu rồi. Và Sài Gòn, cho nên là Tiên phải dẫn đi chơi, mà nó có đúng một ngày thứ 6 ở đây thôi, cho nên là Tiên mới xin off để đi chơi. Ok, hello. Hi. Bây giờ thì Tiên đang vừa mới gọi đồ ăn, sẽ đợi đồ ăn. Sorry mọi người, nếu mà hôm nay cái vlog ngày hôm nay giọng Tiên hơi là khàn, tại vì mấy bữa nay vừa mới đi team building hát rất là nhiều, cho nên là mọi người không cảm nhận nha. Hello mọi người, Tiên vừa mới ăn xong rồi và bây giờ Tiên sẽ đi qua cái chỗ setup cho ngày mai pop-up shop của bên Her Story. Trời mưa quá. Suýt thì té. About you, 벌써 내 머릿속에 들어와 내 눈에 아는 거를 감지러 상상을 하게 만들어. Đây là sản phẩm mà Tiên muốn giới thiệu đến cho các bạn. Thì đây là sản phẩm đầu tiên mà Beauty Boss đã cho ra mắt. Đó chính là cotton pad. Đó. Và đây là sản phẩm đầu tiên của Beauty Boss, cho nên là Tiên mong các bạn sẽ ủng hộ Beauty Boss cũng như là ủng hộ Tiên nha. Rất là dễ thương phải không? Design cũng rất là dễ thương luôn á. Thì đây là một mấy cái hạt kiểu cotton nhỏ 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 ghép lại thành một cái miếng như thế này. Thì một cái hộp này nó sẽ có 80 miếng và 100% là sơ bông tinh khiết nha. Ok, thì nhân dịp cái pop-up sale lần này thì Tiên muốn cảm ơn rất là nhiều đến Avocado cũng như là Fashion Time đã cho Tiên một cái chỗ để pop-up. Cảm ơn hai cái brand này đã hỗ trợ Tiên rất là nhiều trong khoảng thời gian gần đây khi mà Tiên mới open brand. Và nếu mà các bạn nào muốn mua đồ của hai nhà hàng, Tiên sẽ để link Instagram ở đây để các bạn sẽ follow nha. Và đồ Tiên mặc rất là nhiều từ Avocado luôn đó, và rất là nhiều các bạn hỏi luôn thì Tiên muốn giới thiệu Avocado cho các bạn. 익숙하지 않아 숨 쉬는 것마저 너를 처음 바라본 순간 나도 모르게 숨이 헉하고 외쳐 네가 모르게 Eureka 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 Eureka. 좀 연기 반 Tiên rất là thích bread tart, đó là egg tart. Hihi. Chanel giảm giá, Chanel. Thì Tiên vừa mới đi từ Beauty Boss về xong và vừa mới thay đồ. Và bây giờ chuẩn bị đi ăn một cái chỗ này nó rất là đặc biệt. Tiên phải đặt bàn tới 2 tuần nó mới có bàn đó các bạn. Thì đi ăn ở chỗ nào thì Tiên sẽ bật mí cho các bạn sau ngay đây thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
움직이질 않아 속으로만 삼킨 내 목소리 널 불러 Years ago, I was actually born and raised in Marseille, France. For as long as I can remember, I always had a passion for food, so it was a natural choice for me to open up my own food stand. At first, I was so excited and so proud, but many days went by and I didn't get any customers. All the people, they said that my food was boring and uninspired. I was about to give up my dream of becoming a great chef. But then I discovered the book of Marco Polo. Edit cái video này thì chị muốn pop in và nói cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Cái trải nghiệm tối hôm qua mà Tiên đi ăn thật sự là nó rất là mới, rất là lạ. Và Tiên mong là Tiên đã quay lại cho các bạn một cái bữa đi ăn khá là thú vị, chưa từng có nhiều người được trải nghiệm, cho nên Tiên muốn vlog lại và các bạn cùng trải nghiệm chung với Tiên luôn. Mong là các bạn sẽ enjoy cái vlog lần này. Cảm ơn các bạn đã xem hết và nhớ follow Tiên ở social media của Tiên nha. Tiên sẽ pop in ở đây. Cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sắp tới. Bye bye. Bye.